Thua 0-3 trước đội tuyển Mỹ, đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội nào để đi tiếp ở World Cup 2023? Màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam trước đối thủ mạnh nhất bảng E, đội tuyển nữ Mỹ nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp vào vòng sau ở World Cup nữ 2023. Sáng ngày 22 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu trận mở màn tại World Cup 2023 khi đối đầu đội tuyển Mỹ trên sân vận động. Tiếp cận trận đấu với vị thế của đội yếu nhất bảng, tuyển nữ Việt Nam được dự đoán sẽ phải nhận rất nhiều bàn thua đến từ nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lại gây bất ngờ khi liên tục làm khó các cầu thủ Mỹ và chỉ để thua 3 bàn trong trận này. Người hâm mộ Việt Nam gọi đây là một thất bại, đáng tự hào bởi các cô gái Việt Nam đã làm hết sức mình và còn làm tốt hơn những gì người ta kỳ vọng. Gặp đương kim vô địch ngay ngày ra quân mà chỉ để thua 3 bàn. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội để cạnh tranh tấm vé đi tiếp với hai đối thủ khác cùng bảng là đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Hà Lan. Điều kiện để đạt được điều này là tuyển nữ Việt Nam phải có ít nhất 4 điểm. Bởi nhìn vào kết quả vòng bảng ở kỳ World Cup 2019 trước đó, Tây Ban Nha, bảng B và Nhật Bản, bảng D đã bước vào vòng mùng 1 tháng 8 bằng số điểm 4. Trong đó, Tây Ban Nha đi tiếp nhờ hơn đội tuyển nữ Trung Quốc về hiệu số. Ở World Cup 2015, ba đội tuyển Trung Quốc, Úc và Hàn Quốc cũng vượt qua vòng bảng với 4 điểm. Để làm được điều này, tuyển nữ Việt Nam phải giành chiến thắng trước đối thủ tiếp theo là đội tuyển nữ Bồ Đào Nha để giành 3 điểm. Ở bảng E, đội tuyển Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam nhưng thấp hơn nhiều so với đội tuyển Mỹ và Hà Lan. Với sự trở lại của những cái tên đáng chú ý như Thanh Nhã, Dương Thị Vân, Hải Yến, tuyển Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất. Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam, Quỳnh Như, cũng đã có một mùa giải thi đấu tại Bồ Đào Nha. Sự hiểu biết và kinh nghiệm của chân sút quê Trà Vinh sẽ là lợi thế giúp các cầu thủ nữ Việt Nam thi đấu tự tin trước đội bạn. Mục tiêu chiến thắng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nuôi hy vọng vào vòng sau. Trận cuối cùng vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu đội tuyển nữ Hà Lan, á quân thế giới, vào ngày 1 tháng 8. Tuyển nữ Việt Nam cần giữ tỷ số hòa và thủng lưới ít nhất có thể. Tất nhiên, chúng ta vẫn còn phải chờ xem màn thể hiện thực tế của đội tuyển nữ Hà Lan và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào ngày mai, ngày 23 tháng 7 để đánh giá cụ thể hơn về từng đối thủ sắp tới của đội tuyển nữ Việt Nam.